Chỉ trong hơn một thập kỷ, quốc gia này đã xây dựng cho mình một hệ thống đường ray cao tốc dài tới hơn 40.000 km. Tổng chiều dài này chiếm tới 2/3 chiều dài của toàn thế giới, và đó chính là Trung Quốc. Hãy nhìn lại lịch sử của ngành đường sắt Trung Quốc. Vào những năm đầu tiên của thế kỷ 21, Trung Quốc không có lấy một đường ray cao tốc nào. Chỉ có những đoàn tàu chậm chạp, thiếu tiện nghi và có tuổi chạy khắp đất nước rộng lớn này. Cho tới năm 1993, ngành đường sắt Trung Quốc chính thức phát động chiến dịch tăng tốc với mục đích là để cải thiện tốc độ di chuyển của ngành đường sắt. Và kết quả là tới năm 2007, ngành đường sắt Trung Quốc sở hữu tới 158 đoàn tàu có thể đạt vận tốc 250 km/h. Trước thềm Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Trung Quốc chính thức mở cửa tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên đạt tốc độ trên 300 km/h, chạy từ Bắc Kinh tới Thiên Tân. Và kể từ đây, ngành đường sắt Trung Quốc đã bước sang một trang hoàn toàn mới. Và trong suốt một thập kỷ tiếp theo, Trung Quốc đã xây dựng cho mình hơn 40.000 km đường ray cao tốc, kết nối hầu hết các thành phố lớn lại với nhau. Và ngành đường sắt Trung Quốc đang ngày càng phát triển và hiện đại. Mới đây, Trung Quốc đã thử nghiệm thành công con tàu mang công nghệ điện tử có thể đạt vận tốc tới 1.000 km/h. Và cũng theo báo cáo, công nghệ điện tử này có khả năng rút ngắn thời gian di chuyển giữa Bắc Kinh và Thượng Hải xuống chỉ còn 90 phút. Và ngày nay, không chỉ trong nội địa, Trung Quốc còn ôm tham vọng mở rộng hệ thống đường ray cao tốc ra ngoài biên giới lãnh thổ của mình để kết nối tới các quốc gia khác trong châu lục.